DK Eyebrows and Beauty dẫn đầu xu hướng công nghệ trong lĩnh vực phun sâm thẩm mỹ. Năm 2017, công nghệ điêu khắc lông mày Microblading 3D là nền móng phát triển đầu tiên với công nghệ phun theo hiện đại. Chuyên gia sẽ khắc từng sợi đan xen và theo hình dáng của sợi lông mày thật, chứ không phải phun nguyên một mảng. Nên đây là kỹ thuật giúp bạn có hàng lông mày vô cùng tự nhiên. Đến năm 2019, công nghệ hiện đại nhất cho đến nay, Hairstroke lông mày. Thay vì dao khắc, chuyên gia sẽ sử dụng kim nano chuyên dụng để đi sợi, hạn chế tối đa tổn thương cho da, thời gian giữ mực lâu hơn, sợi khắc 3D bay bổng, mềm mại, siêu tự nhiên hơn. Đặc biệt, phù hợp với tất cả tình trạng da, ngay cả da siêu dầu, siêu mỏng.